Hello anh em, nay mình sẽ quay cho anh em cái con cò tung nhá, cò tung túp. Nhiều anh em không biết hỏi mình là con cò tung túp là như thế nào, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cái con trước nó bị cụt ngón ấy. Ở video mình hướng dẫn dạy cò bay đấy, là cái con đấy. Nay mình đưa cho ông cậu rồi. Nay mình sẽ quay cho anh em xem là có tung tung túp là như nào nhá. Đây nha anh em ơi. Em chín má của mình đây này. Đây. Cụt mất ngón này này. Ở cái video hôm mình dạy hướng dẫn dạy cò bay đấy. Đấy, còn nay mình tung cho anh em xem nhá. Mình tung túp cho anh em xem nhá. Lâu lắm không sờ vào nó lạ. Đây là cò tung túp nha anh em nhé. Đánh mệt nhỉ anh em ơi. Đây là cò tung nhá. Dứa chưa lắng mà ra tung cò anh em ạ, xả cánh luôn rồi. Đấy, đây đấy là cò tung nhá. Em này là hôm cái video mình hướng dẫn dạy cò bay đấy, là em này nuôi từ tháng 3 nhưng mà lông lá xấu quá, cụt mất ngón chân không cho bay được. Có. Diệc trắng này anh em ơi. Một con diệc trắng này. À, con kia là con thứ hai. Con kia là con mới bắt năm ngoái này. À, còn em này nuôi. Em này nuôi được 5 năm rồi. Chào anh em nha, mình kết thúc video đấy thôi.